mua gì thật. Tôi không biết á, là những ngày trước đây á, trời đánh lên ở đây, tôi nghĩ rằng là không. Thằng chào cả nhà, chào cả nhà đã quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Giờ này thì cả nhà của mình ngủ hết rồi, có con thì mình cũng khuya rồi cả nhà, trời cũng đang mưa như hột nữa. Thì con đang có mặt ở cái chỗ con quỷ, vong của cô gái lưỡi dài, là gọi là quỷ lưỡi dài đó, và của con quỷ hoàng. Thì cả nhà hôm trước thì cả nhà thấy con không biết như thế nào cả nhà. Thì hôm trước con đến đây thì cả nhà con cũng đã chia sẻ cả nhà rồi, thì cái vụ mà trời đánh cái con quỷ này là quỷ đỏ đó. Thì thứ nhất là gì, là con không biết là cái vong nó còn hay không nữa, tại vì khi mà con hỏi cái vong quỷ hòa thì vong quỷ hòa nói là chết rồi, nhưng mà con hỏi lại cô gái thì cô gái nói rằng là giống như cô gái chỉ lên cái chỗ, cái nơi mà cái con quỷ này trước đây xuất hiện. Mà có nhiều điều con cũng không có, mình không có dám xác định được là 100% là cái vong nó đã bị như thế nào rồi. Cái nhà trời thì đang khuya nhưng mà ổng đang chuyển mưa, con không biết rồi có khi nào con quay được hay không nữa. Tự nhiên con nói cả nhà hôm trước á, thì ở nơi đây thì trời đánh vào cái cây và cái cây nó chảy máu, mà con không biết là cái vong quỷ đó có chết hay chưa, hay là nó đã chạy đi rồi. Thì khi mà hỏi ông bà nói như vậy mình cũng không biết như thế nào. Nhiều khi cả nhà thấy cô nói mình khó thể nào tin được. Cả nhà thấy khi mà cả nhà có nhớ bà lão ở trên núi nha, cả nhà lúc đầu cũng nghĩ bà rất là tốt, con cũng nghĩ vậy, con nghĩ là bà là một vong, gọi là chỉ là một cái lão quỷ bình thường mà chỉ muốn tìm cái nơi để ở trú ẩn thôi, chứ không có muốn làm hại ai, và thậm chí còn có sự giúp đỡ đối với Lộc nữa. Nhưng mà không phải, khi mà thổ thần ông sinh là thổ thần, con muốn ông dám chắc chắn là thổ thần. Mình kêu nhiều khi mình kêu là thiên ma, tại ông sinh ông nói là ông từ trên xuống. Thì từ trên thì nếu mà không là thần tiên hoặc là những người ở trên là các vị thần á, thì chỉ có là thiên ma, là ma của trời xuống. Thì khi mà cái vong của bà lão này như muốn về bên đó mượn mình á, như nào đó mượn mình đưa về bên đó và để làm gì đó, tại nói về âm thì cả nhà xem, mà cả nhà cảm nhận, mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, mỗi người có một cái hiểu khác nhau về cái sự việc. Con thì con đúng là cái người trong cuộc, nhưng có nhiều điều con cũng không hiểu rõ hết được, mình không biết là như thế nào mới là đúng. Thì bà lão này không biết là bà hiền hay là bà ác, tâm của bà mình cũng không rõ, nhưng chỉ biết rằng là khi mà đem bà về đó, bà muốn tìm mình đường giết mình hay sao, bà lộ rõ cái bản chất thật của bà ra liền. Còn ở nơi cái chỗ cô gái này thì trước đây với cả nhà thấy là cô trước khi mà có những cái vong kia thì cô là một cái vong rất là dữ, nhưng mà gặp những cái vong này giống như cao hơn thì bà lại giống như bị chúng sai khiến. Thôi bây giờ cả nhà con hôm nay con trở lại đây,
Thứ nhất thì hôm trước ở nhà thấy là con đến đây là con cố gắng để giúp cho cô đi, nhưng cái điều là cô không có đi được, tại vì chắc có thể là cái quán niệm của cô còn quá sâu dày, quá lớn, cho nên không thể nào mà vô cái dù mà để cho con đưa đi được. Thứ hai là cũng có thể tâm cô này dạng cũng giả dối, không có thật, cô muốn vô nhà khác cô thật sự, cô muốn vô thật sự, cô nghĩ là vậy, có khả năng như vậy, cho nên là mà cô vô cũng không được. Mà vì vậy mà hôm nay cũng có mặt ở đây thử một lần nữa để xem cái có thể giúp được không. Bây giờ cả nhà đi cùng con hay cả nhà đến đó. Còn lúc trước con cứ nghĩ là cái cây này á mới là cái cây mà có thể là những cái bông này ở đây trú ngụ, nhưng không phải cả nhà, là cái cây kia bị đánh. Con đem đồ ở đây con để nha, thì sẵn con đốt cái tia nhang thôi. Mô Di Phật. Ủa, Mô Di Đà Phật. Yeah.
Nó môi đồ. Vung lên đây. Thì theo tôi biết á là nhà ngươi cũng đã bị trời đánh rồi. Và tại sao mà trời nè, Nam mô Di Đà Phật. Công linh của người đàn ông tên Hoàng, cô quỷ mặt đỏ, thì tôi không biết á là những ngày trước đây á trời đánh lên ở đây, tôi nghĩ rằng là vong mô gì thật. Tôi không biết á là những ngày trước đây á trời đánh lên ở đây, tôi nghĩ rằng là vong mô gì thật. Tôi nghĩ rằng là vong ở công linh của người đàn ông tên Hoàng, cô quỷ mặt đỏ, thì tôi không biết á là những ngày trước đây á trời đánh lên ở đây, tôi nghĩ rằng là vong mô gì thật. Nam mô Di Đà Phật. Hỡi quý cô ơi, tôi đã có rất là nhiều lần để
nhà ngươi có thể cho ta biết á, là vong linh của quỷ đỏ hiện tại là hắn đang ở đâu, hắn đang trú ngụ ở cái cây nào ở nơi đây? Nhà ngươi có thể giúp ta hoặc là cùng với ta để giúp cho cô gái này. Cái nón không còn nữa cả nhà. Nhà ngươi thấy không? Ngươi á, ác nước trời đánh ngươi. Ngươi coi là gương mặt của ngươi kìa. Ngươi xem lại gương mặt của ngươi đi. Ngươi bị trời đánh á, vì cũng do những điều mà ác ngươi gây ra. Cái nón của con giống như bị hết tác dụng rồi, càng ngày càng không còn được như trước nữa cả nhà. Nó có thể chạm vào con được những cái vong linh này. Con có đem đồ cho cúng, con nghĩ hôm nay con định là cúng cho cô gái. Con đem cơm, cơm trắng thôi, bánh và cũng có cái rượu nữa để cúng cho. Thank you.
Chú ghi chơi. Mua gì thật. Lẽ nào có dù nó hết tác dụng cho ta. Nghe cái tiếng của họ mà không thấy đâu. Cái này không biết là khi mà trời đánh đó, trời đánh cái phong linh này đó, giống như được họ càng là rồi. Cái nhà xem cái đầu của cô gái đang trên tay của bông quà. Giờ các ngươi á, ta có đem cơm rượu và bánh trái đến đây để cúng cho các, đáng lẽ ta cúng cho và dâng lên cho cô gái để cô gái hưởng, và theo ta, ta đem đi đến cái nơi nào đó để cho cô gái tu tập. Nhưng mà bây giờ á, ở nơi đây á thì cô gái không còn nữa, các ngươi đã làm cô ta hình hài như vậy rồi,
Thì bây giờ á, bây giờ tao đem đồ ra tao cúng, tao cúng cho các ngươi. Trời cũng đang chuyển mưa đó. Ngươi nghĩ ngươi chịu được mấy lần trời đánh như vậy? Ngươi xem cái gương mặt của ngươi đi. Ngươi ác quá cho nên á, trời cũng không dung ngươi mà. Ở trên cái cây này nè, trên cái bụi tre cả nhà nòn. Mà cái bông nó cứ nhìn nó rồi nó sợ cả nhà. Nó không biết nữa cái thứ gì đó trên cái bụi tre này nè. Nãy giờ đọc nghe cái tiếng. Nhưng mà nó lại sợ. Đâu thấy gì đâu ta. Sao nó lại sợ?
Nam Mô Phật, con biết là Nam Mô Phật, con biết là có chư vị đắc đai thủ thần đây hay không. Nếu mà ngài hiện tại á, ngài đang có mặt ở đây á, và ngài muốn giúp đỡ con thì con rất là biết ơn ngài. Con không biết là con có Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây nha. Cả nhà, con biết là hai cái vong linh đang sợ cái điều gì đó. Mà khi đến đây là cứ nhìn trên ngọn cây và ảnh lại thụt lùi lại, giống như có cái gì đó ở nơi đây nữa mà con không thấy được cả nhà. Con có đem rất là nhiều đồ để cúng, nhưng mà con không có, bây giờ con không có cúng. Sợ gì điều gì? Cái vụ con làm như ngồi gãy à? Nam Mô A Di Đà Phật. Uầy, cái gì trời? Ah!
Wow. Coi nha, cái đầu cô gái ở ngoài. Thôi cố gắng không dính được trời. Con khi ra ngoài thì cũng nhìn được cái mắt mì đêm con gờ được, và con cầm lên tay là cái đầu cô gái. Thank you.
trên cái, trên cái ngọn cây đó có cái gì phía trên đó cả nhà. Có thứ gì phía trên đó mà mình không thấy được. Cả nhà con hiểu có cái gì đó nó ở đâu đây nè mà mình không có thấy được cả nhà. Con biết cái gì nữa. Khi mà trời đánh cái quỷ đó con sau đó con không biết gì, bắt đầu mưa nó nhiễu ướt mặt con, rồi con giật mình với chị tỉnh dậy thì con thấy là mưa rồi, con chạy về mà cũng may mà như thế nào đó có một cái điều kỳ diệu lắm cả nhà. Bây giờ thấy mưa lớn không mà giờ này là 2 giờ sáng này cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video con, hơn là cái máy con nó cũng không có hư.